Lạ lùng sẽ là từ khóa liên kết các tin tức và câu chuyện trong bản tin tối nay ngày 1 tháng 5. Ai có thể gọi những hình vẽ này là nghệ thuật, chứ chúng tôi thì xin phép được dùng từ phá hoại. Có lẽ sẽ sát nghĩa hơn. Dù chưa chính thức hoạt động, nhưng các tòa tàu của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã bị bôi bẩn đến 2 lần. Điều lạ lùng là đoàn tàu bị vẽ bậy khi đang neo đậu trong depot trồng hàng chục hecta với bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt 24/24 giờ. Một cảnh tượng lạ lùng cũng xuất hiện ở phố núi Sapa khi nước ngập như sông, xe chết máy la liệt, dù thị xã này ở khu vực cao nhất nhì cả nước. Một cơn mưa không quá lớn đã đủ sức gây ngập nhiều khu vực ở Sapa bởi hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả. Ngày nghỉ lễ, cảnh tượng vừa lạ vừa quen ở chợ Bến Thành đã thu hút rất nhiều người tới chụp ảnh check-in. Lạ là bởi sau nhiều năm, mặt tiền của chợ mới thông thoáng như vậy sau khi được tuyến metro hoàn trả mặt bằng và toàn bộ mặt ngoài của chợ được sơn mới. Nhưng cũng quen bởi đây là hình ảnh vốn có của chợ từ nhiều năm về trước. Một mùa đại hội thể thao Đông Nam Á nữa lại đến và đâu thể thiếu đặc sản là những môn thể thao độc lạ chỉ có ở SEA Games. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những môn thể thao độc lạ lần đầu tiên được đưa vào tranh tài ở SEA Games 32. Tôi là Cẩm Tú. Tôi là Phương Nhật. Tôi là Cao Nguyên. Và đây là Sáng Nhật 20 giờ. Bản tin đầy đủ sẽ công chiếu lúc 20 giờ tối nay. Quý vị đừng quên bấm nút chuông ngay trên màn hình để nhận thông báo và cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, những câu chuyện cuộc sống đáng chú ý nhất cùng xem nhanh 20 giờ.